Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Số podcast ngày hôm nay không có trong kế hoạch của mình. Đêm nay thì Hà Nội mưa rất là to. Nếu mà nghe trong số podcast thì các bạn có thể thấy là có thể có tiếng mưa lúc to lúc bé. Thỉnh thoảng thì có thể nó còn có cả sấm chớp nữa. Thế nên là có gì bọn mình giật mình cùng nhau nha. Số podcast ngày hôm nay thì mình cũng không có thu bằng mic. Hiện tại thì mình đang nằm và mình đặt chiếc điện thoại ở bên cạnh gối. Mình không hiểu sao nhưng mà thỉnh thoảng mình thích có những cái tập không có trong kế hoạch như thế này để mình được thoải mái tâm sự với các bạn. Vì nó không có trong chủ đề nào cả ấy. Nó không cần bất cứ một cái mạch hay là một cái câu chuyện cụ thể nào đấy cùng với một thông điệp nào đấy. Thế nên tập ngày hôm nay thì mình chỉ muốn được chia sẻ vu vơ với các bạn vậy thôi. Với cả mình nghe thấy hiện tại giọng mình đang hơi khàn khàn một xíu thì phải. Dạo này mình vẫn làm mọi thứ công việc nó bình thường thôi. Mỗi ngày của mình vẫn diễn ra như vậy. Sáng mình dậy làm việc, xong rồi trưa mình nấu cơm hoặc là mình gọi đồ ăn về. Chiều mình lại làm việc và xong tối thì mình cũng vẫn nấu cơm và gọi đồ ăn về. Có thể là buổi tối mình xem phim, mình đọc sách hoặc là mình chơi cờ tỷ phú. Đợt hôm trước mình hứa với cả bạn trai mình có ra nhà sách xong mua cờ tỷ phú về chơi ấy. Chơi cái đấy cũng vui phết. Cái trò cờ tỷ phú là mình chơi từ cái hồi mà lâu rồi, từ hồi mình còn học lớp 5, lớp 6 hay sao ấy. Thế là chị gái mình có một cô bạn, cô có cái bộ cờ tỷ phú đấy. Thế là cũng có, mình cũng có theo chị gái sang nhà bạn chơi. Thì mãi lâu đến bây giờ mình với cái là bạn trai thì cũng không có việc gì làm lắm ấy. Thế nên là bọn mình muốn mua một cái game gì đó chơi. Ban đầu thì bọn mình định mua cờ cá ngựa, nhờ bản thân mình thì không thích cái cờ cá ngựa lắm. Với cả là khi mà cái ban đầu ấy, mình ra nhà sách mình định đi mua cái bộ rút gỗ cơ. Chơi cái đấy cũng có vẻ hay hay. Nhưng mà đi lang thang kiểu gì trong cái khu đồ chơi đấy thì bọn mình lại quyết định mua cờ tỷ phú về chơi. Cũng khá là hay đấy. Bọn mình có thể chơi kiểu 1 tiếng, 2 tiếng và chơi cái đấy rất là cuốn luôn ấy. Thì đó chính là một vài cái việc mà dạo gần đây mình có làm để khiến cho cuộc sống của bản thân phong phú hơn. Đợt trước thì tầm chiều chiều á, tầm 5 giờ 5 rưỡi gì đó thì mình với cả bạn trai thì hay đi bộ ở công viên. Bọn mình nghĩ là kiểu bọn mình đi làm freelance hết mà, thế nên là kiểu ngoài cái việc mà cứ ở nhà suốt thì cũng nên đi ra ngoài ấy để hóng gió, hít khí trời, với cả là nhìn thêm màu xanh thì bọn mình cảm thấy rất là kiểu được thoải mái. Thế bọn mình đi ra công viên. Lúc đấy thì hầu như một tuần bọn mình sẽ đi bộ ở công viên khoảng tầm 2 đến 3 lần gì đó. 3 lần là hơi nhiều đấy. Chắc là tầm 2 lần thôi. Hôm nào mà không mệt và trời mát thì bọn mình đi một vòng công viên. Còn hôm nào mà trời hơi nóng nóng thì bọn mình đi nửa vòng rồi mình lại đi bộ quay trở về. Dạo gần đây thì thời tiết Hà Nội khá là nóng các bạn ạ. Thế nên là bọn mình cũng không đi bộ công viên nữa. Mà thay vào đấy thì bọn mình sẽ đi lượn ấy. Kiểu sau khi mà làm việc căng thẳng suốt cả buổi chiều rồi thì bọn mình sẽ đi lượn, xong rồi tiện vào đấy là bọn mình sẽ đi mua đồ ăn các thứ để nấu nướng này. Cái cuộc sống của bọn mình nó khá là giản đơn. Thỉnh thoảng mình cảm thấy rất là vui khi đi siêu thị bởi vì mình thích cái cảm giác, như là mình có chia sẻ với các bạn rồi, là mình rất là thích cái cảm giác đến siêu thị và mình mua một giỏ bao nhiêu đồ xong rồi mình về mình bày biện ở tủ lạnh ấy. Sau đấy thì mình cũng bày vẽ, mình nấu món này món kia. À, dạo gần đây kể cho các bạn nghe là mình còn biết nấu mì spaghetti nữa. Và kiểu lần đầu tiên mình nấu và nó khá là ngon luôn ấy. Trời ơi, lúc ấy mình nấu cho cả bạn trai mình ăn thì bạn ấy ăn rất là ngon và mình rất là vui ấy. Nhiều khi kiểu mình cảm thấy là cái niềm hạnh phúc của mình
bây giờ nó giản đơn bằng cái việc mình bày vẽ, mình nấu nướng một chút. Khi ăn thì bọn mình hay đi kèm với một việc là xem phim, bởi vì mình nghĩ là ban ngày mình đã làm việc các thứ rồi ấy, thì cái lúc ăn thì bọn mình sẽ tranh thủ xem phim một chút. Thực ra hồi bé thì chúng mình hay, bố mẹ hay không cho bọn mình là vừa ăn vừa xem tivi ấy, nhưng mà mình cảm thấy là cái việc mà mình vừa ăn xong mình xem một cái bộ phim yêu thích, nó là cái quãng thời gian có lẽ đấy ở thời điểm hiện tại là tuyệt nhất ở trong ngày, bởi vì lúc đấy bọn mình không nghĩ gì hết. Khi mà ăn cơm ấy, mình tắt điện thoại này, xong mình tắt hết các ứng dụng ở trên máy tính nữa để nó không nhảy thông báo tin nhắn ấy. Và lúc đấy là mình chỉ có tập trung mình ăn và mình xem phim thôi. Thì cái quãng thời gian ăn và xem phim đấy mình cảm thấy là tuyệt nhất trong ngày, bởi vì lúc đấy đầu óc mình không phải suy nghĩ gì nữa. Gần đây thì sau quãng thời gian làm việc ở chỗ công việc hiện tại, mình đã làm được hơn nửa năm rồi. Mình cũng quen dần với các công việc và gần đây mình có nghĩ là mình tính đi học một cái khóa học về content social ấy. Tức là trong cái mục tiêu năm nay của mình thì mình muốn học hai khóa học. Một là về content marketing và hai là về cái khóa học edit video ở trên CapCut, bởi vì mình thấy cái đấy nó cũng rất là hay. Tại vì mình muốn update cái cách edit video của mình, nhưng mà trước hết thì mình nghĩ là mọi thứ nó nên ở cái việc cốt lõi là content nó phải hay đã. Còn thở là content mà các bạn, nên content nó phải hay thì mình sau đấy thì mình edit video thì mọi thứ nó sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn, mình đầu tư hơn. Nên là mình cũng đang có suy nghĩ là chắc vào khoảng tầm tháng 9, nếu mà có một cái khóa học content marketing nào phù hợp thì các bạn có thể đề xuất cho mình nha, một cái nơi mà có thể nó học và nó thực tế ấy, và nó có thể áp dụng được chi tiết cho cái việc làm nội dung của mình ấy, thì mình sẽ rất là thích. Trời ra ngoài trời đang mưa khá là to hơn rồi các bạn ạ. Năm nay thì mình chưa có đi du lịch. Trời ơi mọi người ạ, năm ngoái mình đặt mục tiêu là mình đi đi chơi, đi du lịch để mình viết sách mà, mình lấy trải nghiệm các thứ. Thì năm ngoái cái tầm để mình kể các bạn năm ngoái mình đi được những đâu, nó cũng không quá nhiều đâu, nhưng mà nó là nhiều nhất trong cả cuộc đời mình. Năm ngoái thì mình nhớ là tháng 1 mình có đi Đà Lạt này, xong rồi tháng 3 mình có đi Sapa này, tháng 6 mình có đi Thái Lan, và tháng 9 mình có đi Huế. Bốn cái nơi mà mình đi trong trong năm ngoái nếu mình nhớ không nhầm. Nhưng mà năm nay từ tháng 1 cho đến bây giờ hiện tại mình đang thu là nó rơi vào cuối tháng 7 rồi, thì năm nay mình chưa có đi du lịch ở đâu cả. Bởi vì một phần là mình sẽ, thứ nhất là mình dùng tiền để đi chữa mụn này. Trời ơi mọi người ơi, cái tiền đi chữa mụn là mình có thể đi được hai chuyến du lịch rồi ấy. Nhưng mà bây giờ kiểu mình bị mụn thì mình biết sao giờ, mình vẫn phải chữa trị thôi, nếu không là cái mặt mình nó banh mất. Mình dùng tiền để mình có cái mục tiêu riêng của mình về mình đầu tư cho cái không gian sống của mình này. Mình dùng tiền để mình đổi điện thoại mới. Mình mới đổi chiếc điện thoại mới để kiểu mình quay mọi thứ cho nó nét hơn, với cả phục vụ cho cái việc quay chụp trọng của mình cho nó tốt hơn ấy. Bởi vì cái con điện thoại cũ của mình, thứ nhất là cái dung lượng của nó đã đầy rồi, mình hay phải xóa ảnh và mình không thích cái điều đấy một chút nào. Bởi vì mình luôn muốn lưu lại những cái khoảnh khắc, những cái ảnh để mình nghĩ rằng là sau này nó sẽ dùng đến được ấy. Thế nên là sau một quãng thời gian suy nghĩ khá là dài đấy, thì mình quyết định đổi máy. Thực ra là mình cũng mua trả góp thôi. Bởi vì mình nghĩ là với thời điểm hiện tại thì cái hình thức trả góp của mình nó là tốt nhất. Thế nên là mình quyết định mua một chiếc điện thoại mới và mình trả góp cho nó. Mình rất là vui khi mà mình có điện thoại mới ấy, bởi vì mình muốn có điện thoại mới từ năm ngoái rồi, nhưng mà đến năm nay sau khi đi làm ổn định được một thời gian thì mình mới dám mua ấy, mà mua cũng không không dám trả thẳng đâu. Trời ơi mình làm gì có tiền mà trả thẳng, mình mua trả góp điện thoại thôi. Năm nay thì mình làm được nhiều thứ hơn là mình nghĩ, mình được thử nhiều cái mới vô cùng luôn.
và mình cảm thấy khá là yêu thích. Mà đôi lúc thì mình, tức là mình kiểu cứ sáng nắng chiều mưa ấy. Ô, nhắc đến mưa, mưa to quá, không biết mọi người có nghe thấy không nữa. Mình là một người sáng nắng chiều mưa, có những lúc thì mình cảm thấy là ô, mình thật là giỏi, mình kiểu mình là thần đồng, mình là thiên tài, tại sao mình lại giỏi như thế, mình có thể tìm tòi được mọi thứ và mình tự làm mọi thứ nó tốt như thế. Nhưng mà có những lúc ấy mình lại nghĩ là mình cứ chênh vênh và mình loay hoay, mình không biết là mình có thật sự giỏi không hay là mọi thứ nó chỉ là ăn may thôi ấy. Tức là trong cái hành trình mà mình ra đời, có rất nhiều lúc mình nghi ngờ về bản thân mình, nhưng những có nhiều lúc thì mình cũng hiểu là mình bị nghĩ mọi thứ nó over quá ấy, và mình cứ cố gắng làm hết sức có thể. Trời ơi, bây giờ mình nói mà mình cũng không biết là mình đang nói gì nữa. Nhưng mà bởi vì tập này nó là kiểu mình free mà, nên là thôi thì nói thì cứ nói. Đúng là trời ngoài trời mưa thì cứ mưa, mà người nói thì cứ nói. Còn các bạn, dạo này các bạn thế nào? Mình vừa chia sẻ những cái câu chuyện mà nó cứ quanh quanh ở trong cuộc sống của mình dạo này thôi. Thực ra nó chẳng có gì đặc biệt cả. À, quay trở lại chuyện đi du lịch, mình đang nói đến chuyện đi du lịch. Mình đang nói chuyện đi du lịch là năm nay mình chưa có đi du lịch bởi vì mình phải chi tiêu nhiều thứ. Và trời ơi, tôi thật sự rất muốn đi chơi, tôi thật sự rất muốn đi du lịch. Nhưng mà kiểu sau khi nhá, mình ngồi mình lên kế hoạch mình đi du lịch này kia kia nọ, xong mình bắt đầu lên chi phí ấy, xong mình cảm thấy là ôi, nếu mà mình đi du lịch như thế thì mình về mình không còn đồng nào mất. Thế nên là mình lại thôi, mình lại kiểu phải ém cái mong muốn đi du lịch của mình lại ấy. Nhưng mà thật sự mình rất là hy vọng là trong năm nay mình có thể đi được đâu đó. Có thể là mình sẽ quay trở lại Hồ Chí Minh, hoặc là mình sẽ quay trở lại Huế. Và tự dưng mình nghĩ là hay là mình thử đi Đà Nẵng nhỉ, mình chưa đi Đà Nẵng bao giờ. Đó, tại vì là thực ra ấy, cái chỗ mình làm thì nó view rừng núi các thứ rồi, mình hay lên rừng, hay về rừng làm lắm. Nhưng mà kiểu mình, khi mà mình đã quen với việc ở trên rừng núi rồi thì mình rất mong là mình được đi biển. Nhưng mà mùa hè sắp kết thúc rồi ấy. Trời ơi, các bạn biết không, mình thèm đi du lịch vô cùng. Mình không biết là có bao nhiêu ngày mà mình kiểu lên kế hoạch cho cái việc đi du lịch, nhưng mà kiểu cuộc đời nó có nhiều biến số vô cùng ấy. Thế tự dưng bị mụn này là bao nhiêu tiền là cứ đổ hết để chăm da chăm mụn thôi. Đấy, thế có khổ không? Sau giờ là mỗi tháng là phải đến 1,5 triệu tiền thuốc các bạn ạ, tháng nào cũng thế. Chưa kể là mua gói liệu trình điều trị nhá. Trời ơi, mình tiếc đứt ruột. Cuộc đời này thực ra trước đây mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ đổ quá nhiều tiền vào cái việc làm đẹp. Nhưng mà đến khi mà mặt mình nó banh như này rồi thì mình tự ti lắm ý, mình tự ti vô cùng luôn. Và mọi người có hiểu được cái cảm giác, thực ra nhá, khi mà mình bị mụn như này này, tất cả những cái tự tin của mình mất đi hết luôn. Mình cảm giác là mặt mình rất là xấu. Mình cảm giác là trời ơi, tại sao cái mặt tôi có thể lên chi chít mụn như này. Xong mình vẫn hay hỏi bạn trai của mình là tức là mình tự ti đến nỗi đó luôn. Mình hỏi là kiểu anh thấy em có xấu không, anh thấy em có kiểu, anh có kiểu cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy mặt em không ấy. Tại vì mặt mình lên nhiều mụn kinh khủng, và cả cuộc đời mình chưa bao giờ lên nhiều mụn như thế ấy. Và lúc đấy mình tự tin lắm. À, tự chết chết. Lúc đấy mình tự ti vô cùng luôn đó các bạn. Trời ơi, xong rồi không biết bao nhiêu lần mình stress, mình khóc và mình cảm thấy là tại sao mặt mình lại có thể bị như này nhỉ? Tức là mình điều trị khoảng tầm 2 tháng, nhưng mà cái tháng đầu tiên nó banh mặt mình, trời ơi, lúc đấy mình cảm thấy không thể chịu nổi ấy. Nhưng mà cũng may là có bạn trai mình kiểu lúc nào cũng trấn an, lúc nào cũng bảo là mặt đỡ rồi, với cả là em vẫn xinh mà thứ ấy. Mặc dù lúc đấy nhá, mình không tin đâu, nhưng mà mình cần những lời đó để trấn an chính bản thân mình ấy. Và cho đến bây giờ thì trộm vía là mặt mình đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. À, với cả nếu mà các bạn theo dõi mình trong thời gian qua thì các bạn có thể thấy là mình bị tăng cân. Mình bị tăng cân khá là nhiều đấy. Chắc mình phải tăng 10 cân mất các bạn ạ.
Trời ơi, tức là những cái người mà người ta lâu ngày không gặp mình ấy, bạn bè mình lâu ngày không gặp, thế là đến lúc mà người ta gặp mình là họ cứ cụ giật hết cả mình thôi, bởi vì là thấy thấy mình lên cân nhanh quá. Mà trước đây á mình ăn cũng rất là nhiều nhưng mà cái tạng lúc đấy của mình không không lên cân được luôn. Hồi cấp 2 nhá, mẹ mình còn nấu sữa bí đỏ để cho mình uống để tăng cân nhưng mà không tài nào tăng cân được. Và lúc đấy mình rất là gầy. Và cho đến cái tầm năm 20, 22, đến bây giờ mình 23 tuổi là mình tăng cân vọt lên luôn. Mà công nhận là mình cũng ăn nhiều thật. Và tức là người bây giờ người mình nó cũng không phải là kiểu ăn bao nhiêu mà không tăng cân nữa, mà mình ăn là mình tăng nha. Trời ơi, mình tăng vọt lên 10 cân. Đến thậm chí mà có một hôm mình lên video TikTok, thì hôm đấy đúng là mình trước trước hôm đó một hôm là mình có đi điều trị mặt nên có vẻ là mặt cũng sẽ bị sưng. Và hôm đó thì lúc đấy mình ra sách ấy, mình mới nghĩ là nếu mà mình cứ cứ đợi bao giờ mặt khỏi mình mới quay video về sách thì đến bao giờ ấy, thế là mình lại cứ để mặt đang đang kiểu thâm rồi là mặt mẩn đỏ lên để mình quay ấy. Thì lúc đấy mọi người xem video đó của mình thì mọi người rất là lo cho mình, rất nhiều người lo cho mình luôn. Mọi người nhắn mình là kiểu dạ mình sức khỏe của mình thế nào ấy, mình có bị bệnh không hay thế nào ấy. Trời ơi mọi người, trời ơi đó là do tôi lên cân đó mọi người. Trời ơi mình lên cân xong rồi, tức là mình chia sẻ thành thật nha, là mình lên cân mình thấy nó không làm sao hết. Nhưng mà kiểu tại vì kiểu mình thì mình sợ mọi người hay hay nói là mình lên cân mình xấu ấy, hay đâm ra những cái lời nói đấy nó rất là ảnh hưởng đến mình. Trời ơi xong rồi kiểu mặt mụn này, xong stress lên cân. Có phải là các bạn sẽ thấy là kiểu tại sao mình lên cân mà mình không đi tập đi, tại sao mình lại kêu ca trên podcast thế này? Có nghĩa là ấy, từ mình muốn giải thích với các bạn là từ sâu cốt lõi bên trong mình hiện tại mình đang rất là hạnh phúc, bởi mình sướng lắm, mình được ăn những món mình yêu thích luôn ấy. Nhưng mà thực sự thật là mình không có hề muốn giảm cân một tí nào, mình vẫn đang thấy là mình cũng ổn mà. Nhưng mà kiểu vì mọi người cứ kiểu bị giật mình bởi vì mình tăng cân đấy, thế nên là điều đấy khiến mình bị suy nghĩ ấy. Nhưng mà cho đến thời điểm gần đây khi mà kiểu mình bắt đầu mình cảm thấy là người mình bắt đầu yếu nha, mình di chuyển hay là mình đi lại mọi thứ sức mình bắt đầu yếu nha, thì mình mới nghĩ đến cái chuyện là mình bắt đầu có kế hoạch cho cái việc đi tập. Đó, thế thì mình muốn nói với các bạn một điều là các bạn hãy thực hiện và hành động. Bởi vì là các bạn muốn thế chứ không phải là do người khác nói nên là chúng ta mới làm nha. Bởi vì ấy, cái lúc mà mọi người nói mình là mình tăng cân và mình nên giảm đi, mình nên đi tập hay là như thế nào đó, mình nghe thôi mình cũng có buồn, nhưng mà lúc đấy mình chưa muốn đi tập ấy, bởi vì mình cảm thấy là mình vẫn thoải mái mà, mình thấy mình có làm sao đâu. Nhưng mà đến bây giờ khi mà mình thấy sức khỏe của mình nó yếu đi này, với cả mình nghĩ là mình cần sống healthy trở lại và mình nên khiến cho cái sức khỏe, cái sức bền của mình tốt hơn, thì mình có cái kế hoạch đi tập. Trời ơi mưa to ào 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 lên đấy mọi người. Không biết là nó có ảnh hưởng đến cái số podcast này không ha. Đó, thì đấy là những cái cuộc sống giản đơn xung quanh của mình và những cái nỗi tự ti và cách mà mình suy nghĩ trong thời gian dạo gần đây. Có lẽ là bởi vì mưa to quá nên mình nghĩ là mình nên kết thúc tập này sớm hơn. Một phần nữa là mình cũng hết chuyện để kể rồi. Hẹn các bạn vào một ngày khác nha. Chúng ta sẽ lại tâm sự và nó là một cái tập, nó không có một cái đầu đuôi gì hết. Nó chỉ là chúng ta nói chuyện với nhau như những người bạn, như là Mây đang kể chuyện với bạn thôi. Thế nha, chắc là mình sẽ tắt máy và mình sẽ đi ngủ thôi. Và sau đó thì số podcast này sẽ lên trong một ngày gần nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Mây tâm sự nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và nếu như các bạn đang nghe mình buổi đêm thì chúc ngủ ngon. Bye bye!